Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2024. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí triển khai toàn diện nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng, hai nước và các tuyên bố chung hai bên đã công bố, kiên trì tuân thủ theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt và mục tiêu 6 hơn, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Nhân dịp này, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 10 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực. Đặc biệt, hai bên sẽ thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ hai nước về xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam-Trung Quốc. Tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường cùng cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại luôn là điểm nhấn của hợp tác hai nước, cũng là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Chia sẻ định hướng thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư chất lượng cao từ Trung Quốc trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp hai nước lấy kết nối làm trọng tâm để bứt phá, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực để vươn lên, lấy lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ làm nền tảng, góp phần giúp hai nước nâng tầm gắn kết kinh tế ngang tầm về gắn kết địa lý, lịch sử và quan hệ chính trị xã hội tốt đẹp hiện nay. Sáng ngày 15 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội nhằm trao đổi thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Nhấn mạnh kỳ họp thứ 8 rất quan trọng với sự phát triển của đất nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội thống nhất cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp, thực hiện đúng tinh thần của Hội nghị Trung ương 10, yêu cầu lãnh đạo chủ chốt là chỉ bàn làm, không bàn lùi, tăng tốc hơn, bứt phá hơn, quyết liệt hơn, trọng tâm, trọng điểm hơn, hiệu quả hơn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để theo kịp tiến cùng và vượt lên so với thế giới. Cùng với đó đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trong công tác xây dựng pháp luật, cần chuyển từ tập trung vào mục tiêu quản lý sang mục tiêu vừa quản lý được, vừa mở rộng không gian phát triển, kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, xóa bỏ quan liêu bao cấp, xóa bỏ xin cho, đơn giản cắt giảm thủ tục hành chính. Sáng ngày 19 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp thường trực về bảo đảm cung ứng điện, năng lượng trong mọi tình huống. Cuộc họp thường trực Chính phủ với các bộ ngành tập trung bàn về tình hình triển khai các dự án quan trọng của Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bảo đảm cung ứng điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Năm 2025, với nhu cầu điện tăng khoảng 12-13%, Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp cụ thể với yêu cầu dứt khoát không để thiếu điện. Với giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty căn cứ ước tính nhu cầu điện tăng khoảng 12-14% để xây dựng, triển khai các kịch bản về nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và giá điện phù hợp với mục tiêu vừa bảo đảm đủ điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, vừa đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, quyết tâm, quyết liệt chuyển sang điện sạch, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, vừa bảo đảm giá điện phù hợp với điều kiện nền kinh tế, thu nhập, khả năng chi trả của doanh nghiệp và người dân. Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chiều ngày 17 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Học viện Phụ nữ Việt Nam, gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và giảng viên, sinh viên của Học viện. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nam nữ bình quyền của Đảng và Bác Hồ kính yêu được xác định ngay trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930, khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, của dân tộc ta. Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Thủ tướng nhấn mạnh phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Đối với Học viện Phụ nữ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích đã đạt được, bám sát sứ mệnh và giá trị cốt lõi, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo và chất lượng. Quyết tâm chính trị cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, không ngừng chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển và tầm nhìn đã đề ra, chú trọng tạo sự khác biệt, giá trị riêng có của Học viện Phụ nữ Việt Nam so với các cơ sở đào tạo khác.
Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị các thầy giáo, cô giáo của học viện cần bám sát phương châm lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, là chủ thể, thầy giáo, cô giáo là động lực, nhà trường làm bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng, luôn là những tấm gương sáng, tạo động lực, truyền cảm hứng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, đoàn kết, khát vọng, cống hiến, phát huy cao nhất phẩm chất, năng lực của các em sinh viên, học viên. Với tinh thần yêu cây lúa như chính bản thân mình, cần tăng tốc bứt phá hơn nữa để đạt mục tiêu 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp càng sớm càng tốt, tạo cuộc cách mạng cho cây lúa, cho ngành lúa gạo. Đây là chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 vào chiều ngày 15 tháng 10 tại Cần Thơ. Nhấn mạnh 5 định hướng lớn và 11 nhiệm vụ giải pháp cụ thể để đẩy mạnh triển khai đề án thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, ưu tiên, đề xuất cấp có thẩm quyền, trước mắt cố gắng trình một số chính sách tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, tinh thần là vướng ở đâu, tháo gỡ ở đó. Về nguồn vốn, ngành ngân hàng tiếp tục triển khai các gói tín dụng đã có và nghiên cứu để triển khai trong năm 2025 gói tín dụng với quy mô khoảng 30.000 tỷ đồng cho đề án. Sáng ngày 16 tháng 10 tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai 9 dự án giao thông quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải với khoảng vốn đầu tư khoảng 106.000 tỷ đồng. Thủ tướng yêu cầu cần tăng tốc, bứt phá hơn, mạnh mẽ hơn trong tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn, cách làm khoa học, hiệu quả hơn, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu đến hết năm 2025. Cơ bản hoàn thành 600 km đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030 có khoảng 1.200 km. Các đơn vị liên quan có giải pháp bù lại tiến độ đã chậm và đặc biệt chú trọng giải quyết dứt điểm 3 vấn đề vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di rời đường điện cao thế, cung ứng vật liệu. Thủ tướng cũng yêu cầu phải nỗ lực hoàn thành dự án mở rộng sân bay Cà Mau, máy bay lớn cất hạ cánh được vào dịp 30 tháng 4 năm 2025. Ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Thủ tướng lưu ý cần quan tâm các nội dung, quy hoạch vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu phân khúc chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động nguồn vốn, phát triển thị trường với sự tham gia của doanh nghiệp, liên kết sản xuất lớn, phát triển hạ tầng số, thủy lợi, giao thông, điện, công nghiệp chế biến. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 10 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yamamoto Ichita, thống đốc tỉnh Gunma của Nhật Bản và đoàn đại biểu cùng 25 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh đang thăm làm việc tại Việt Nam. Chia sẻ chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của tỉnh đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tỉnh Gunma khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và tự hào. Chiều ngày 14 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cho Hyun Jun, Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Hàn Quốc. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Hyosung cho biết đã đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, tạo ra khoảng 10.000 việc làm, khẳng định môi trường đầu tư của Việt Nam rất đáng tin cậy và tin rằng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất của châu Á. Hyosung đang thực hiện cam kết đặt tương lai 100 năm tới tại Việt Nam, dự kiến sẽ đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, tạo thêm khoảng 10.000 việc làm mới. Sáng ngày 16 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ủy ban Dân tộc về kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Ủy ban Dân tộc, các bộ ngành hữu quan cần cân nhắc, tính toán, lựa chọn những điểm, nhiệm vụ đột phá để tập trung thực hiện, chẳng hạn như chọn nhiệm vụ đột phá về xóa nhà tạm, nhà rột nát cho đồng bào, kiên cố hóa trạm y tế, trường học, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông. Chiều ngày 14 tháng 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, làm việc với Thường trực Ủy ban, nghe báo cáo về kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2024. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, sớm ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch, thiết kế hạ tầng, kết cấu giao thông, hệ thống thông tin, cảnh báo, biển báo, quản lý trang thiết bị, phương tiện giao thông, xử lý dứt điểm các điểm đen về an toàn giao thông. Bộ Công an tăng cường năng lực tuần tra, kiểm soát, giám sát trật tự an toàn giao thông, xử lý các hành vi vi phạm,
phối hợp với ngành tòa án nghiên cứu áp dụng án lệ trong xét xử những vụ việc về vi phạm trật tự an toàn giao thông để răn đe, phòng ngừa. Tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, sáng ngày 17 tháng 10 tại thành phố Cà Mau, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm rõ những tồn tại yếu kém, nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trước mắt đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài không khai báo. Trong tháng 11 năm 2024, các địa phương phải hoàn thành việc đăng ký, quản lý 100% số tàu cá tại địa bàn, không để còn tàu cá 30. Phó Thủ tướng giao Cục Kiểm ngư xây dựng chiến lược cao điểm, phối hợp với các lực lượng chấp pháp để kiểm soát toàn bộ tàu cá 30, tàu cá đã xóa sổ đăng ký. Ngày 14 tháng 10 năm 2024 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, dự hội nghị song phương cấp bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng chống ma túy. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần nâng cao hiệu quả sử dụng các trang bị, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ công tác, đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, công tác tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế công ăn việc làm ổn định đối với người sau cai nghiện ma túy, người phạm tội, vi phạm pháp luật và đối tượng có nguy cơ tội phạm nhằm giải quyết căn bản nguồn gốc của tội phạm và tệ nạn ma túy. Ngày 16 tháng 10, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra số 4 đã chủ trì hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông. Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung, việc thực hiện cơ chế phối hợp nói riêng của tỉnh Bình Phước thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Làm việc với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ về kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, sáng ngày 17 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh các địa phương tập trung rà soát, phân loại, đánh giá sát hơn các khó khăn vướng mắc trong đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đi cùng với công tác phối hợp, năng lực điều phối cũng như trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cũng như tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện những quyền được phân cấp. Ngày 17 tháng 10, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia và đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell. Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Australia đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Australia có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở thêm các đường bay thẳng giữa hai nước. Trong chương trình làm việc tại Australia, phát biểu tại hội thảo của Viện Chính sách Australia-Việt Nam, Phó Thủ tướng Bộ trưởng mong muốn hai nước sẽ tiếp tục mở cửa thị trường để tận dụng tối đa các khuôn khổ hợp tác, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà hai bên cùng tham gia, đột phá vào những lĩnh vực mới tiềm năng, nhất là về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 469, kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại cuộc làm việc với Tổ công tác triển khai đề án 06, yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung triển khai xây dựng lộ trình, giải pháp phát triển cổng dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, bảo đảm vận hành ổn định, kế thừa phát huy kết quả triển khai cổng dịch vụ công quốc gia thời gian qua, không gây gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2024. Tại chỉ thị số 39 ngày 15 tháng 10 năm 2024 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức tốt Đại hội thi đua, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp các ngành và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11, tạo động lực khí thế thi đua sôi nổi trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập
cổng thông tin điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.